Thưa quý vị, hôm nay hơn 100 trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các huyện miền núi vùng cao biên giới của tỉnh Nghệ An đã có mặt tại thành phố Vinh để tham dự chương trình Hành trình thắp sáng ước mơ. Chương trình nhằm kịp thời biểu dương, động viên thiếu nhi nghèo vượt khó học giỏi, tạo sân chơi lành mạnh để các em giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong học tập và hoạt động xã hội. Vào những dịp hè như thế này, khi từ trường nội trú tỉnh về quê ở bản Hồi Cáng 1, Vẹn Thị Nhâm phải quần quật với công việc để đỡ đần cho gia đình. Hành trình đi tìm con chữ của Nhâm chắc chắn sẽ phải dừng lại nếu thiếu đi sự sẻ chia của những người lính biên phòng. Giống như là gia đình của cháu luôn ạ. Các chú luôn chia sẻ với cháu, luôn động viên cháu học tập tốt. Từ năm cháu học lớp 7, cháu được các chú nuôi nấng, giúp đỡ, nâng đỡ học tập. Và cháu đã cố gắng rất nhiều để thi đậu trường nội trú tỉnh rồi ạ. Vẹn Thị Nhâm là một trong hơn 100 trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên hai tuyến biên phòng đang được những người lính mang quân hàm xanh nhận đỡ đầu, chăm nuôi cho tới khi trưởng thành. Từ năm ngoái đến nay, cũng có 17 cháu được nhận làm con nuôi biên phòng. Trong đó, 12 cháu đã chuyển về ngôi nhà mới là các đơn vị biên phòng đứng chân trên địa bàn. Từ đây, các cháu có thêm những người bố là các chú bộ đội. Người anh em cũng đùa là đồng chí Minh là bị vỡ kế hoạch rồi. Cho nên là vợ con ở nhà cũng hết sức là thông cảm. Trong cái thời gian đầu tôi cũng chưa thể là về thăm gia đình được, vì là đang bận rộn để cả cháu bước đầu cho nó quen với cái môi trường quân đội đã. Ở biên cương, nơi mà những người lính biên phòng vẫn gọi là quê hương, giờ đây có thêm một mái ấm. Mái ấm ấy được nhen lên từ những trái tim nồng hậu, từ cả sự yêu thương bao dung của những người lính. Đối với học sinh thì chúng tôi thấy là đã giải quyết được cái phần nào khó khăn cho phụ huynh, cho học sinh, con em ở địa bàn vùng sâu vùng xa cũng như là cái vùng đặc biệt khó khăn và gia đình đang rất là hoàn cảnh. Cái sự nghiêm túc trong quân đội rèn giũa cho các em, thầy các em là dần ra là bước vào cái khuôn khổ. Đấy. Thì đến trường, đến lớp thì chúng tôi cũng thấy có cái, khi được các cháu bước vào khuôn khổ thì đến trường, đến lớp chúng tôi cái khâu này cũng đỡ vất vả hơn. Sự sẻ chia của những người lính biên phòng và toàn xã hội đã thực sự giúp những trẻ em nghèo nơi vùng cao biên giới có cơ hội thắp sáng được ước mơ.